ghé uống trà sữa mà thưởng thức được cả thiên đường món ngon Đài Loan. Hello các bác, lại là Putan gì đây? Hôm nay có người bạn phờ tu đòi bao mình đi ăn, thế là mình nhanh chân đến đón bạn đi học về ngay. Ủa, hết hồn chưa, nhanh lên má ơi. Mình thì chưa ăn ở cơ sở này bao giờ, nhưng mà hôm nay bọn mình ăn ở Yutang 32 chùa láng cho gần trường bạn mình luôn. Trời ơi, order xong một lèo. Trà sữa ra trước rồi đồ ăn cũng ra theo sau luôn nè. Và thế là bọn mình quyết định ăn đồ mặn trước rồi mới ăn đồ ngọt sau nha. Đầu tiên thì phải xử lý cái bát mì bò cao hùng này luôn. Chú cho cái bát mì bốc hơi nóng hổi thơm phức nó mê gì đâu. Miếng thịt bò nạc nạc nhưng mà không bị khô. Nước dùng thì ngọt ngọt thanh thanh, thêm chút cay cay quá là vừa miệng. Bác nào mà không ăn được cay thì nhớ chỉ gọi loại thường thôi nha. Ok, ăn sương sương xong bát mì rồi đá sang miếng gà chiên sốt phô mai. Miếng gà còn to hơn hẳn cái mặt bánh bao của tôi là các bác biết nó to như nào rồi đấy. Trời ơi, miếng gà vỏ ngoài giòn, xé ra thì vẫn mọng nước luôn. Bên ngoài miếng gà được phủ thêm một lớp sốt phô mai nữa. Cơ mà một miếng như thế này ba người ăn là hợp lý. Món bánh bao burger bò teriyaki này nghe thì có vẻ châu Âu nhưng mà lại là rất châu Á. Vỏ ngoài là bánh bao nhưng mà bên trong có kẹp bò sốt teriyaki và rau sống các thứ. Trời ơi, món này mình ăn không có hợp, thế mà bạn mình nó lại thích chẳng hiểu sao. Ta-da, đến chuyên mục bánh ngọt rồi đây. Cái bánh lưu sa sữa dừa này thì vỏ ngoài giòn rụm nhân bên trong sánh mịn. Mùi sữa dừa bốc ra thơm phức luôn. Chú choa ly size M đây là của bạn mình. Còn ly size L thì đương nhiên là của mình rồi. Bọn mình gọi hai ly xích này trời của quán nên là có sẵn chân châu và thạch nghệ nhân luôn. Tú xong cốc trà sữa mới phát hiện ra món được bạn thân ba là món ngon nhất trên đời. Cơ mà các bác còn gọi theo tôi nữa thì bàn này phải 3 đến 4 người ăn nha.